Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ ngành, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó thì cơ quan soạn thảo có đề xuất hạ mức xử phạt tiền đối với chủ phương tiện có nồng độ cồn thấp. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800 ngàn tới 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thêm vào đó, dự thảo đề xuất giảm mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng xuống 400 ngàn tới 600 ngàn đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Ngoài ra Bộ Công an cũng đề xuất giảm mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng xuống 800.000 đồng tới 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, Bộ Công an đề xuất vẫn giữ nguyên mức phạt như quy định hiện hành. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng làm hai người tử vong tại khu gian Hồ Nai, Biên Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản do quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả. Và về phía tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong việc chậm khắc phục nguy cơ được cảnh báo từ 2 năm trước. Theo đó, do Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan có liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả điều tra ban đầu trước ngày 12 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan giả soát đánh giá toàn diện các bất cập tồn tại về hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan trong việc chậm khắc phục các tồn tại khu hố Nai Biên Hòa theo văn bản của Ban An toàn Giao thông tỉnh, triển khai từ thông báo của Cục Đường sắt Việt Nam, báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 8. Thưa quý vị, trước đó vào khoảng 20 giờ 40 phút tối ngày 2 tháng 7, tại vị trí đường tàu cắt ngang đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, các nhân viên đường sắt đã hạ barrier vì có tàu hỏa chuẩn bị chạy qua. Lúc này xe bán tải mang biển số 60C 59705 đi từ hẻm sắt cạnh đường tàu bất ngờ lao tới và cố vượt qua đường tàu. Mặc dù nhân viên đường sắt cũng đã liên tục thổi còi cảnh báo nhưng mà xe bán tải này tiếp tục di chuyển rồi va chạm mạnh với tàu hỏa. Hậu quả vụ va chạm làm hai người tử vong. Thưa quý vị, ở Việt Nam, củ kỳ có ở Quảng Ninh và Khánh Hòa, xong ở Quảng Ninh thì nó trở thành món đặc sản nổi tiếng hơn cả. Củ kỳ hay còn có tên gọi khác là cua củ kỳ hay là cua đá. Tuy nhiên với một số người khi mà ăn loại hải sản này có thể sẽ dị ứng và thậm chí là sốc phản vệ. Vâng, đại diện Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cho biết Mới đây, một bệnh nhi 12 tuổi trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhập viện vì nổi ban dị ứng toàn thân sau khi ăn con củ kỳ. Người thân bệnh nhân cho hay vào tối 29 tháng 7, cho bé có con, con củ kỳ. Tuy nhiên đến khoảng 4 giờ hôm sau, trẻ thấy ngứa khắp người và nổi ban đỏ toàn thân. Lúc này gia đình cho trẻ uống thuốc dị ứng nhưng không đỡ, ban nổi ngày càng nhiều kèm theo sẩn ngứa. Sau đó gia đình đưa trẻ vào bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ung Bí. Được biết trẻ chưa có tiền sử dị ứng trước đó. Bệnh nhân được đưa vào khoa nhi trong tình trạng sốt nhẹ, ban sần đỏ toàn thân, ngứa nhiều. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị phản vệ độ 1 và được xử trí theo phác đồ. Sau điều trị, tình trạng của bệnh nhi dần ổn định và hiện đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa nhi. Các bác sĩ cho biết dị ứng hải sản là tình trạng hệ thống miễn dịch phản ứng bất thường với protein trong một số loại hải sản. Trường hợp dị ứng nhẹ thì trẻ cảm thấy ngứa, triệu chứng tự biến mất sau vài giờ mà không cần điều trị. Tuy nhiên, dị ứng hải sản nặng có thể gây ra suy hô hấp, ngừng thở, ngừng tim, nguy cơ dẫn đến tử vong. Vâng và vì thế sau khi tiếp xúc với dị nguyên hay ăn đồ ăn lạ, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như là nổi mẩn ngứa, phát ban, sưng môi, sưng mặt, khó thở, tức ngực thở nhanh, tím tái, đau bụng, buồn nôn hay chóng mặt, cần nhanh chóng đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh các diễn biến nặng hơn của bệnh. Thưa quý vị, mới đây sau bữa cơm ăn mít, một người đàn ông đã bị đau bụng liên tục xuyên sang lưng, mệt mỏi, uống thuốc không đỡ nên phải vào viện cấp cứu gấp và các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đã tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt túi mật thành công cho nam bệnh nhân 62 tuổi này do sỏi kẹt cổ túi mật, áp xe túi mật. Theo đó, người đàn ông 62 tuổi trú tại Phú Thọ được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng vùng thượng vị buồn nôn. Theo thông tin ban đầu, 3 ngày trước sau khi ăn mít và cơm xong, bệnh nhân cảm thấy đau quặn bụng vùng thượng vị, nôn thức ăn lẫn dịch dạ dày, đau âm ỉ liên tục lan ra sau lưng, ăn uống kém và mệt nhiều. Khi tình trạng bệnh không đỡ, đau bụng tăng nhiều kèm theo sốt, gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ thăm khám và điều trị. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy bệnh nhân bị sỏi túi mật, viêm túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt, tiếp tục theo dõi sát và điều trị tại khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện. Các bác sĩ cho biết trước đây khoa học kỹ thuật chưa phát triển, gây mê hồi sức chưa tiến bộ, trình độ phẫu thuật viên và phương tiện phẫu thuật còn hạn chế thì người ta rất ngại mổ cắt túi mật nên thường đợi khi mà túi mật có biến chứng thì mới phẫu thuật làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân. Ngày nay với quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh và đặc biệt là với sự ra đời của phẫu thuật nội soi, cách phòng bệnh tốt nhất là cắt túi mật sớm khi mà chưa có biến chứng. Vâng có rất nhiều người cho rằng là việc cắt bỏ túi mật sẽ làm giảm về sức khỏe, giảm về tuổi thọ. Tuy nhiên thì các nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho thấy sau khi cắt túi mật không xảy ra những điều như trên mà ngược lại thì khỏe mạnh hơn vì loại bỏ được cơ quan bệnh lý. Thưa quý vị, nhiều tỉnh thành miền Bắc vừa trải qua tháng 7 mưa lũ khốc liệt với lượng mưa lớn kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình vừa trải qua tháng 7 mưa nhiều nhất lịch sử kể từ ngày có các số liệu về quan trắc. Vâng, dự báo trong tháng 8 này thì miền Bắc sẽ mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5 cho tới 10%. Cảnh báo có thể xuất hiện các trận mưa có cường độ, có độ suất mưa lớn đột biến vài trăm mm chỉ trong nửa ngày. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng, đặc biệt lưu ý tại khu vực từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sang Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Số liệu của cơ quan chức năng cho thấy trong tháng 7 tổng lượng mưa hầu khắp các khu vực trên phạm vi cả nước đều ở ngưỡng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 30 tới 60%. Riêng một số nơi tại khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa cao hơn từ 80 tới 120%. Một số tỉnh miền Bắc có mưa nhiều nhất lịch sử tháng 7, kể từ ngày có số liệu quan trắc như là Hà Nội, điểm đo Hoài Đức ghi nhận lượng mưa 684,6 mm, vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó 27 năm. Riêng ngày 23 tháng 7, lượng mưa ghi nhận tại Hà Đông lên tới 189,5 mm, cũng là ngày mưa lớn nhất lịch sử tại đây, vượt qua kỷ lục năm 2018. Tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La cũng ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 nhiều nhất lịch sử, vượt qua các kỷ lục được lập trong năm trước đó. Riêng tại Sơn La, lượng mưa trong tháng 7 năm nay đã phá vỡ kỷ lục được duy trì trong suốt 30 năm qua, từ năm 1994. Theo quy luật, mùa mưa bão hàng năm tại nước ta thường diễn ra từ tháng 7 tới tháng 12. Thế nhưng mùa mưa bão năm 2024 được Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của La Nina. Vâng ạ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng nhận định tháng 8 tiếp tục sẽ là cao điểm mưa lũ ở miền Bắc mức độ còn có thể nghiêm trọng hơn mọi năm do hiện tượng La Nina đang có dấu hiệu ngày càng rõ nét hơn. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên theo dõi về thời tiết, chủ động kế hoạch khi di chuyển, du lịch, leo núi, giao thương tới các địa bàn vùng núi qua những cung đường dễ sạt lở vào thời điểm này. Thời gian gần đây trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Ngày 29 tháng 7 tại dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ suối lại, công ty than Hòn Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến nhóm công nhân gồm 5 người bị vùi lấp. Vâng, vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 8, thêm một vụ tai nạn lao động nữa lại xảy ra tại khu công nghiệp Tầng Lòng, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai, khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Hiện ban quản lý kinh tế tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ để xử lý hậu quả, đảm bảo an toàn và ổn định tình hình. Theo thông tin từ ban quản lý Kinh tế tỉnh Lào Cai vào lúc 11 giờ 30 phút trưa nay mùng 2 tháng 8 tại mặt bằng nhà máy nghiền xỉ phốt pho và xỉ lò cao công suất 1 triệu tấn một năm thuộc khu công nghiệp Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong quá trình thi công hạng mục silo của nhà máy, vụ tai nạn xảy ra đã khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo sự việc cho công an địa phương cũng như các cơ quan chức năng liên quan sự án nhà máy nghiền xỉ phốt pho và xỉ lò cao có công suất 1 triệu tấn một năm do công ty cổ phần sản xuất và thương mại Laukay làm chủ đầu tư. Dự án này đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng. Khi công ty đang tiến hành thi công, vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.